hôm nay xin chào các bạn, hôm nay là Thế Vũ phỏng vấn chương trình siêu bất ngờ đang chuẩn bị quay hình. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ là cái buổi tập giờ chương trình siêu bất ngờ của mình. Thì ở bên trong người ta không có cho quay ở trong phim trường, người ta không có cho quay phim, cho nên là mình chỉ quay được tới đây thôi. Đó, mình muốn gửi lời nhắn đến mấy bạn. Ok, còn ngày 16 mình sẽ ghi hình trực tiếp. Các bạn nhớ xem. Bye bye. Xin chào các bạn. Cái này là cái bậc thang để mà hôm kia hình mình sẽ đi ở trên cái bậc thang này. Mình sẽ đi lên và đi xuống và sẽ đối diện ở trên đây, sau đó mình sẽ nhảy từ ở trên cao mình nhảy xuống, rất là nguy hiểm không ạ? Ok, mà bây giờ cái này nó mình thấy nó hơi không có phù hợp với cái ý mình, nên là bởi vì cái khoảng cách giữa các bậc thang nhau nó cao hơn và nó hơi hẹp, nó là hơi không. Ok, cảm ơn bạn. Từ đi, làm đi.